Chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên là em xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ bên Camera Việt Mỹ trong thời gian qua. Đã tin tưởng và sử dụng nhiều dịch vụ bên em. Và hôm nay em cũng xin phép làm một cái đoạn video để giới thiệu một cái sản phẩm camera mà hiện tại là gọi là cao cấp, phân khúc cao cấp. Cao cấp mà chuyên dùng cho gia đình, nhà phố, nhà xưởng nhỏ, nhà xưởng lớn hoặc là những hệ thống lớn cũng được. Nói chung là đây là những cái dòng camera là gọi là hiện đại đó, công nghệ mới, nó giống như là iPhone 5, iPhone 12 bây giờ vậy. Và cái công nghệ là từ ngày xưa cái điện thoại bàn phím đến cái công nghệ là smartphone ấy. Thì hôm nay em xin phép giới thiệu cái hệ thống camera Aiwa. Aiwa này là công nghệ của Nhật đó. Nó là dòng camera IP. IP ở đây là hệ thống IP chứ không phải là camera IP Wi-Fi nha quý vị, nha các bạn. Hệ thống camera IP này thì nó là cái công nghệ rất là cao, cao cấp, mà cái phân khúc là dòng tiền rất là cao. Nhưng so với sản phẩm Aiwa này á, là cái giá thành của nó rất là tốt, rất là rẻ, nó chỉ bằng camera analog ngày xưa thôi. Dạ, không có cao hơn nhiều đâu, nhưng mà mình sử dụng cái công nghệ này á, là thứ nhất á, là nó sẽ được là tân tiến nhất này, không bị lỗi thời. Ví dụ như các bạn xài 5 năm 10 năm nữa nó cũng không có lỗi thời, còn xài cái hệ thống analog ngày xưa thì chừng vài năm nữa có khi là nó sẽ ngưng không sử dụng nữa, không thì nó sẽ bị lỗi thời đi đó. Thì công nghệ camera IP là nó rất ổn định, đẹp, cực kỳ đẹp nha. IP thì công nghệ của nó nếu như độ phân giải 2 megapixel nó sẽ lên đúng 2 megapixel. Còn nếu như con cái công nghệ camera analog á, analog ngày xưa á, thì nó để là 2 megapixel nhưng thực chất ra nó lên không bao giờ tới được, bởi vì nó sẽ đường truyền nó qua sợi dây cáp thì nó sẽ bị giới hạn là cái chất lượng hình ảnh một chút xíu, không giờ đủ được. Nên 2 megapixel của hệ thống analog so với 2 megapixel của hệ thống IP thì nó trên như một trời một vực ạ, nó sẽ rất là xấu hơn so với này đó. Ngày xưa thì nó là dòng cao cấp, giá tiền rất là cao, nhưng mà hiện tại bây giờ thì nhiều công nghệ mới nó ra, người ta dần dần loại bỏ đi công nghệ analog rồi, nên cái phân khúc của nó bây giờ nó cũng rẻ dần, nên mọi người xài rất là ổn. Nhưng mà theo một thời gian mà bên công camera Việt Mỹ bên em là có cái rất là nhiều khách hàng trải nghiệm qua hơn 2 năm tụi em sử dụng cái sản phẩm camera Aiwa này, tụi em đã làm thì rất là nhiều dự án, cho dù nhà xưởng hay là nhà phố, nhà dân, thì cái mức độ là giới thiệu hay là cái mức độ là ổn định á, thì nó cực kỳ cao đó. Nên hôm nay em mới mạnh dạn em sẽ làm một cái đoạn video giới thiệu về nó cho các bạn xem, các bạn tham khảo đó, và lựa chọn cho nó đúng đắn một tí, rồi sau này mình xài để không bị ân hận gì hết hay là hối hận, hoặc là mình phải tốn tiền mua đổi thêm một bộ sản phẩm khác để cho nó hợp đó. Nếu nhà mình thuê hoặc là nơi nào không phải là của mình mãi mãi á, thì các bạn nên gắn hệ thống analog để nó đảm bảo được tiền, nó sẽ giảm rất là nhiều đó. Nhưng mà giảm về công camera thôi, chứ còn thực tế là nếu như dây nhựa mà mình đi nhiều á thì hệ thống analog nó ngốn rất là nhiều dây, mà giá thành nó khi cộng lại thì nó cũng sẽ rất là cao tiền đó. Còn hệ thống camera IP á, thì nếu như nhà là nhà của mình, sửa của mình sử dụng mãi mãi á, thì các bạn nên sử dụng cái loại này, hệ thống IP đó nha. Thì các bạn sẽ vừa đẳng cấp này, vừa mang lại cái chất lượng hình ảnh là cực kỳ tuyệt đối này, những cái tính năng công nghệ AI thông minh tất cả đều nằm trong hệ thống camera IP, thì nó sẽ rất là ổn định và nó hợp thời, sau này mình không cần phải đuổi gì hết trơn á đó. Thì như vậy nó sẽ ok hơn nhiều. Rồi thì mình sẽ nói qua cái hệ thống camera IP này của Aiwa, công nghệ Nhật này. Nó so với những cái hãng khác như những ông lớn như HK Vision, KB Vision hoặc Dahua, Uniview đó, thì nó lại rẻ hơn nha các bạn. So với dòng camera IP nha, tương tự như nhau, nhưng mà Aiwa nó lại rẻ hơn. Nhưng mà lần trước em có làm một video clip so sánh những hình ảnh của Aiwa này, KB Vision, HK Vision, Dahua, Uniview. Nhưng mà cái sự vượt trội ở đây là Aiwa nó vượt trội hơn nhiều. Hình ảnh nó là về chống ngược sáng, nó rất tốt.
góc rộng của nó cũng rất tốt, tầm nhìn xa nó zoom, độ vỡ nó là ít hơn so với Camera Vision hay là Hikvision hoặc là Dahua đó, thì nó tốt nhiều. Mà cái phần khúc giá của nó lại rẻ hơn nhiều luôn á, tầm gần 20-30% lận á đó. Nên bên Việt Mỹ bên em mới lựa chọn dòng sản phẩm này để trải nghiệm 2 năm qua thì thấy nó khá là ổn định, nó khá là ok đó. Cái vấn đề tiếp theo là cái về tỷ lệ khung hình của nó dao động từ 20-30 khung hình trên giây. Đó cũng như con mắt mình là tỷ lệ của nó là lúc 60 khung hình trên giây đó, nhưng mà còn cái này thì tỷ lệ của nó là 20-30 khung hình trên giây, khá là ok. Cái sự delay bị giật hình ảnh hay là bị đứng thì nó không có đó. Thì đây là cái dòng rẻ nhất của Aiwa, nhưng mà chất lượng hình ảnh xí nữa em sẽ show ra cho mọi người xem là nó cực kỳ đẹp, cực kỳ chất lượng, mà bên em gắn rất là nhiều đó. Cái dòng này là dòng ngoài trời, có thể là khả năng chống chịu được mưa nắng đó. Và cái dòng này ra thì nó có những cái phân khúc cao hơn nhiều, nhưng mà những phân khúc đó thì nó phù hợp cho những cái dự án hay là những cái hệ thống lớn, là nhà dân, nhà phố hay nhà siêu nhỏ thì dùng cái này là rất ok. Tầm nhìn xa của nó là đã hơn 30 mét rồi. Nói chung là ban ngày mà chúng ta gắn ra thì chúng ta có thể nhìn được thoải mái, nhưng mà xa quá thì mình không thấy rõ thôi, rõ tầm 30 mét trở lại là ok. Còn cái này á là con dome dùng cho trong nhà. Bên này cũng có cái dòng là nó có luôn tích hợp âm thanh trong này nữa, có nghĩa là mình có thể nghe được người ta nói gì luôn đó. Thì trong nhà thì gắn cái mẫu này nó sẽ đẹp hơn nhiều, còn lại là cái ruột bên trong nó như nhau đó. Hệ thống IP á, là cái jack của nó đường truyền hay đường truyền mạng hết, tất cả dây nó sẽ từ đây nó về một cái switch, một cục chia mạng đó. Đó rồi từ cục chia mạng đó là nó sẽ về cục volume chính, rồi sau đó từ cục volume chính hoặc là cục switch đó chúng ta đi về đầu ghi nữa là xong. Về cái đầu ghi thì đầu ghi như thế này, đây là hệ thống có lưu trữ đầu ghi đó. Đầu ghi của nó khác xa với hệ thống analog, tất cả dây nhựa nó chỉ còn về một cái sợi dây mạng chính về đây là ok rồi, chúng ta không cần làm gì nhiều hết á. Mà nó cực kỳ ổn, có nghĩa là mình không đi dây nhựa lùm ra, mà dây nhựa nó tiết kiệm rất là nhiều luôn. Nếu tính ra một cả hệ thống so với analog thì nó sẽ rẻ hơn, tiết kiệm một phần dây là hơn 50% á, nhưng mà ngược lại cực kỳ ổn định, cực kỳ đẹp, bởi vì cái đường truyền của nó đi bằng dây mạng, dây mạng nó truyền đường truyền bằng cái thông số bên trong chứ không phải là bằng cái tín hiệu như ngày xưa đó. Nó rất là hay. Những con này á, là nó sử dụng cái chip bên trong á, là chip Sony, chip CMOS khác nha, chip Sony nó khác. Chip Sony á, là cái độ mà giảm sắc màu, xài một thời gian cái hình ảnh cái màu sắc á, nó bị biến dạng, thì chip Sony thì nó cực kỳ ổn, xài 5-7 năm là chuyện bình thường, nó sẽ không có bị suy hao hay giảm hình ảnh nhiều. Nó còn analog có chừng 2 năm thôi là các bạn sẽ thấy nó rõ rệt liền, hoặc là những sản phẩm mà chip CMOS đó thì là nó sẽ giảm xuống, ví dụ từ màu đỏ nó sẽ chuyển qua hồng dần dần cái nhạt dần nhìn nó không có thực tế đó. Mà cái camera công nghệ Aiwa này, những cái phân khúc này là những hai cái dòng này là hai dòng giá rẻ, xài rất là ổn định mà hình ảnh nó cực kỳ đẹp. Cái đầu ghi và camera nó có chế độ H265+, có nghĩa là cái công nghệ mới hiện tại bây giờ nó tăng, ví dụ như cái đầu ghi analog thông thường nó lưu được 5 ngày so với ổ cứng là 5 GB đi, thì cái đầu này cũng ổ cứng 5 GB luôn, nhưng mà nó lưu lên gấp 3 lần là được 15 ngày, là mình tiết kiệm thêm được một cái mục là muốn lưu trữ lâu nhưng mà sử dụng cái ổ cứng nó ít lại, thì cái đó là một khoản tiền khá rồi đấy. Tiếp theo là nó cũng bảo hành được tới cho mình 24 tháng, rất là ok. Mà cái này nó đặc biệt là bảo hành cho mình một đổi một luôn trong vòng 12 tháng đầu tiên đó. Hãng nó quá ưu tiên cho mình luôn, bởi vì cái sản phẩm của bên đó người ta nói là không sợ hư, không hư lấy gì mà bảo hành, nên có thể là giảm một đổi một luôn không sao. Và nó có những cái tính năng thông minh như là báo động báo trộm về điện thoại trực tiếp mình thông qua chuyển động, hoặc là ở cái đầu thu này nó sẽ la lên, nó kêu lên, hoặc là nó sẽ tự động gửi về mail cho mình, hay là về cái điện thoại thông qua phần mềm cho mình luôn, cắt cái đoạn video đó qua nó gửi cho mình đó.
những cái này nó xài cũng 10 forint, có nghĩa là hàng năm hàng tháng chúng ta không tốn một cái đồng tiền nào cho nó nữa hết, có nghĩa là tiền tiền miền hay tiền này tiền kia không có tiền nữa nha các bạn. Nếu như đơn vị nào mà nó nói rằng là hàng năm hàng tháng mình phải đóng cái này đóng cái kia thì cái đó hoàn toàn là sai, họ đang cố gắng vẽ vời một cái gì đó để kiếm tiền đó. Nhưng mà những cái hệ thống này nó có những cái tính năng như vậy, nó rất là hay. Cái mẫu mã của nó thì theo cái sự đánh giá thì nó rất là mới, bởi vì hiện nay những cái mẫu này nó cũng đổi liên tục, update liên tục. Mẫu nào cũ là họ sẽ thu hồi về hoặc là đã có bán hết thì họ sẽ là tiến hành cải cách những cái sản phẩm cái mẫu nó mới hơn đó. Về cái những cái tính năng khác, ví dụ như Starlight, những cái sản phẩm này nó có chức năng Starlight. Starlight đây á, là khi mà ban đêm nó có một chút ánh sáng yếu thôi, một chút ánh sáng yếu là nó sẽ bật màu luôn, tự động nó cân hình ảnh cân thành màu luôn, không đẹp bằng ban ngày nhưng mà nó có màu nhìn rất rõ, chứ không phải là ban đêm nó sẽ bật hồng ngoại là tôi thui là tránh đen đâu, như cái hệ thống analog thông thường cái đó không phải. Nhưng mà những cái này nó bật có màu ban đêm và có màu ban đêm, tính năng Starlight đó thì nó sẽ rất là hay. Thì nhìn nhận sơ qua về cái sự trải nghiệm thì bên em cũng đã trải nghiệm rồi thì thấy nó cực kỳ tốt mà ổn định, dường như gắn lên thì tỷ lệ bảo hành bảo trì á, nếu như do thợ ban đầu họ làm kỹ từ lúc ban đầu thì cái tỷ lệ bảo hành bảo trì dường như rất ít, dường như có chứ không phải là không có, bởi vì có đôi lúc mà nó phụ thuộc vào mạng nữa, vào wifi nữa, nhà mạng thì buồn nó thì nó ngưng hay nó ngắt thì nó sẽ gây ra hệ thống nó bị rớt, hoặc là một cái thiết bị nào đó ví dụ như adapter hay là những cái thiết bị gì đó nó bị chết, thiết bị phụ nó chết mất thì bác phụ thì tới thì đồng ý là có. Nhưng mà nếu như tụi em làm công trình xa, ví dụ như ở Bình Định này, ở Lâm Đồng này, ở các khu vực miền Tây á hay Bình Dương á, là tụi em sẽ thường là cố gắng thuyết phục khách hàng nên lựa chọn sản phẩm này và để đảm bảo được cái sự là ít nhất qua bảo trì cho tụi em đó. Nên cái vấn đề ổn định này, chất lượng hình ảnh này, 2 năm trời không xuống màu vẫn đẹp như bình thường thì bên em đánh giá nó rất là cao đó. Ngoài những sản phẩm rẻ này ra, giá của nó thì chỉ trên 1 triệu một cái thôi, nó nhỉnh hơn so với hệ thống analog gần 300-400 ngàn cho một cái camera đó. Nhưng mà nó lại ngược lại là nó mang lại quá nhiều tiện ích cho mình, cái chất lượng hình ảnh, về cái độ bền, về cái mới thì nó là công nghệ mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới, chất lượng mới đó. Thì đó là cái công nghệ camera IP mà thì theo tụi em đánh giá thì nó rất là ok, có thể là mọi người nên sử dụng cái này, nên suy nghĩ cân đối một chút xíu về cái chất lượng của nó và cái thà mình tốn hơn một xíu mà đầu tư cho nhà mình á, thì cái đó là cái em nghĩ là nên hơn là đánh so về cái rủi ro. Ví dụ như là chúng ta mua cái rẻ thì các bạn cũng biết rồi, cái rẻ thì đi đôi với chất lượng nó không bao giờ tốt đâu. Có những sản phẩm á, các bạn thấy cái vỏ bên ngoài nó mới, cũng là cái tem nó, cũng là cái modem nó, cũng là cái thương hiệu đó, nhưng mà cái ruột bên trong á, nó lấy những cái gì nó bỏ vô thì không biết được, bởi vì Việt Nam mình nó hay mà, bên Nhật Bảo thì nó đầy đó. Nên rẻ đi đôi với chất lượng là không tốt, mà nó đắt đắt một chút xíu là đi đôi với những cái chất lượng nó cực kỳ tốt đó. Còn cái về cái sự tin tưởng và chất lượng của dịch vụ và những sản phẩm mà người ta mang lại thì các bạn nên cũng lựa chọn một cái đơn vị nó uy tín một chút xíu. Cái này thì đang hiện tại phân phối rất là nhiều trên khu vực ở Hồ Chí Minh với khu vực miền Bắc, thì các bạn có thể tìm một cái đơn vị nào đó để hỏi sản phẩm về Aiwa Japan để mà chúng ta trải nghiệm tốt hơn. Giá nó rẻ hơn Hikvision, Dahua, KB, Uniview nha các bạn đó, nhưng mà chất lượng nó thì rất là ok. Thì em cũng chỉ xin giới thiệu như vậy sơ qua về cái sản phẩm này cho các bạn xem thôi, rồi em sẽ show ra một số hình ảnh và một số công trình là bên em đã từng công được cho các bạn nhìn nhận và đánh giá đó. Rồi em xin cảm ơn, và nếu như các bạn có thắc mắc gì thì xin liên hệ cho công ty camera việt mỹ.com hoặc là liên hệ trực tiếp để lại bình luận.
thì bên em sẽ giải đáp thắc mắc hết cho các bạn, hoặc là tư vấn cho các bạn những cái giải pháp, hoặc là những cái nên lựa chọn cái gì theo nhu cầu của mình. Hoàn toàn free nha, tụi em không có nói về tiền bạc ở đây, mà tụi em chỉ muốn trải nghiệm và muốn đưa ra cái sự đánh giá để mà cho người dùng của mình cảm thấy là tự tin hơn, không phải mua camera về mà lo lắng không biết hôm nay nó có hoạt động hay không, hôm sau nó hoạt động hay không, hay là khi nó ngưng hoạt động rồi gọi đơn vị nó có tới hay không nữa, đó là một cái vấn đề nữa. Nên mình đang không muốn như vậy đó. Tụi em đã tồn tại được 4 đến 5 năm rồi, gần 5 năm rồi, nhưng mà tụi em được khách hàng giới thiệu rất là nhiều, làm ăn ở trên sự tin tưởng chứ không phải là qua sale hay quảng cáo hay mọi thứ đó. Thì em xin trải nghiệm để mọi người nhận biết, để mà tránh mua trúng những cái thợ thầy dỏm, hay là những cửa hàng dỏm, hay là những sản phẩm nó không tốt đó. Em xin chào, xin cảm ơn.